Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay mình sẽ cùng các bạn nấu món lẩu gà lá quế. Ở đây thì mình sẽ dùng khoảng 1kg thịt gà. Thì gà mình đã chặt ra thành miếng vừa ăn rồi. Mình sẽ dùng con gà mình chặt ra. Hoặc nấu món này thì các bạn thích đùi gà gốc tư hoặc là cánh gà thì mình có thể là mình dùng những cái đó rồi mình sẽ chặt ra. Nhưng mình thì mình hôm nay mình dùng cái loại gà nuôi này nè. Thì nó sẽ dai, nó ngon hơn gà công nghiệp. Một ít sả. Thì sả thì mình sẽ bào mỏng hoặc là sắc mỏng. Phần này thì mình sẽ cắt khúc. Hai trái tắc và các bạn dùng chanh cũng được. Hai củ hành tím. Mình sắc muối cao với một ít ớt. Rau ăn kèm ấy thì mình sẽ có là cải thìa nè. Rồi nấm bào ngư, lá quế, bắp chuối bào, rau muống bào. Về rau thì rất là đa dạng. Các bạn có thể là ăn những cái loại rau khác tùy theo sở thích. Khoảng 2 muỗng canh tỏi băm. Một ít lá quế này thì mình sẽ để riêng. Rồi mình sẽ giã nó ra để mình ướp vào gà. Lá quế này do nhà mình trồng nên thành ra nó cũng lá nó không có được đẹp á, nó nhỏ. Về nguyên liệu chính của mình sẽ như thế này. Bây giờ mình sẽ cùng nhau bắt tay và làm. Bây giờ mình sẽ đi ướp gia vị vào gà nha. Mình sẽ cho vào đây 1 muỗng canh đường. Và thêm 1/3 muỗng canh nữa nha. 1 muỗng canh hạt nêm. Nửa muỗng canh muối. 1 muỗng canh nước mắm. Khoảng 2 muỗng cà phê tiêu. Thích tiêu nhiều các bạn dùng nhiều nha. Bây giờ mình sẽ trộn đều lên. Các bạn ướp cho mình là tầm khoảng 15-20 phút cũng được. Còn nếu như mà mình ướp lâu á thì mình nên để ngăn mát cho gà nó tươi nha. Món này thì mình sẽ nấu theo kiểu lẩu ngọt. Mình ướp gia vị đơn giản thôi. Phần lá quế này thì mình sẽ giã nó ra. Mình nhắm chừng thôi. Các bạn giã vừa vừa thôi. Đừng có giã nhuyễn quá nha. Như thế này. Thì mình có thể là mình cho vô gà ướp. Hoặc là mình một hồi mình sẽ xào gà xong rồi mình hãy cho vô cái nồi nước cũng được. Mình cho một ít dầu ăn vào chảo nha các bạn. Để mình đi xào gà. Mình cho tỏi vô nha. Phi cho nó vàng thơm lên. Tỏi bắt đầu vàng thơm rồi mình sẽ cho gà vô. Cho gà vô mình sẽ để lửa lớn nha. Xào cho nó săn gà nó thơm nè. Bây giờ gà nó săn lại rồi nè các bạn. Rồi mình sẽ tắt bếp nha. Ở đây thì mình sẽ nấu một nồi nước là khoảng 2,5 lít. Các bạn có thể là mình pha thêm nước dừa tươi vô cho nó ngon. Mình có thể pha thêm nửa lít nước dừa tươi vô. Thì mình sẽ dùng là 2 lít nước lọc. Tổng lượng nước hôm nay mình dùng là 2,5 lít nha. Bây giờ nước sôi trở lại rồi, mình sẽ cho gà vô. Mình vẫn để lửa lớn cho nó sôi trở lại nha. Mình cho cái phần sả cây này vô trước. Mình đợi cho nó sôi đều lên rồi cái mình sẽ vớt bọt. Cái này mình muốn nước trong thì mình sẽ chịu khó mình vớt bọt thường á. Thì nước nó sẽ trong hơn. Mình sẽ để cho nó sôi liu riu như thế này nha các bạn. Sẽ bắt đầu tính thời gian nấu từ lúc nước sôi. Với lại là tùy theo sở thích mà mình nấu cái thời gian nấu nó khác nhau á. Mình thích ăn gà dai hay gà mềm á. Nãy giờ mình nấu được khoảng 15 phút rồi đó các bạn. Bây giờ mình sẽ cho cái phần sả nè. Sả mình bào vô. Cái này mình cho sao. Rồi cái lá quế hồi nãy mình giã. Kiểu như cho sớm quá nó hết thơm á các bạn. Rồi mình sẽ vẫn để lửa vừa mình nấu từ từ thôi. Cái món này nấu nó đơn giản lắm. Nhưng mà nó ngon lắm các bạn.
Cái màu nước hôm nay kiểu như nó hơi vàng vàng, nhìn thấy nó cũng rất là đẹp. Mình cho nó sôi nhẹ nhẹ như thế này thì cái nước nó sẽ được trong hơn. Còn các bạn nếu như mà mình để lửa lớn quá nước nó bị đục. Gà mình nấu thêm được 15 phút nữa, tổng thời gian mình nấu nãy giờ là 30 phút các bạn. Bây giờ mình sẽ cho hành tím nè, ớt vô. Còn mấy trái tắc này á thì mình sẽ cho vô nhưng mà mình sẽ không có cho quá nhiều. Tầm khoảng nửa muỗng canh tới một muỗng canh thôi. Chủ yếu là cho nó có vị chua thanh nhẹ để nó cân bằng cái vị lại. Mình cho khoảng 2 trái tắc. Cho vào đây 1/3 muỗng canh hạt nêm. 2/3 muỗng canh nước mắm. Về nêm nếm gia vị thì các bạn điều chỉnh lại nha. Gia vị nước lẩu của mình như vậy đó. Nó đơn giản như thế này thôi. Rồi mình có thể là mình tắt bếp nha. Rồi khi nào ăn thì mình sẽ múc ra một cái nồi nhỏ. Nồi lẩu ngày hôm nay thì mình ăn tầm khoảng được cho 4 tới 5 người. Món lẩu này thì mình sẽ ăn chung với bún hoặc là với mì gói. Mình sẽ chấm chung với một ít muối ớt. Muối ớt này nhà mình giả ra mình cũng đã rang rồi. Rồi một ít tắc mình nặn vô. Mình có thể mình đậy nắp lại để cho nó nhanh sôi. Khi nó sôi rồi mình sẽ cho rau vô. Mình cho cải thìa, mọi thứ một ít. Tại cái nồi của mình nó cũng hơi nhỏ, cái nồi đất. Còn bắp chuối bào với rau muống bào á, thì mình có thể là mình nhúng mình ăn từ từ. Cho nấm vô. Nấm này nó to quá mình xé ra. Mình thấy nó gần chín thì mình hãy cho lá quế vô. Lá quế mình cho xào quá nó mới thơm. Mình sẽ chan nước vô. Phải nói là nó rất là thơm. Thơm đặc trưng của mùi lá quế. Mình sẽ thử cái phần nước nha. Về gia vị mình thấy nó rất là vừa ăn các bạn. Nó có cái độ ngọt thanh á. Thịt gà thì nó vừa mềm nè. Khi ăn thì mình chấm chung với cái muối ớt này. Cái phần muối ớt này á, nếu như các bạn có thời gian mình rang á, nó thơm hơn. Với lại sau khi mình rang xong á, mình có thể mình giả chung với lá quế á, nó sẽ rất là thơm. Ở Đà Lạt á, thì sẽ có món lẩu gà lá é. Còn mình có thể là mình nấu chung với lá quế ăn cũng rất là ngon. Với món ăn này thì mình xin chúc các bạn sẽ làm thành công nha. Nếu thích video các bạn nhớ like, chia sẻ, nhấn nút đăng ký ủng hộ kênh. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.